Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len hình cáo cho bé Ở mặt đế thì mình có dán một lớp đế xốp Ở phần đuôi thì mình có gắn thêm một cục bông xinh xắn như thế này Dụng cụ gồm có len miêu cô tông Kim móc mình dùng kim móc 2 đầu số 4 Kéo cắt len Kim khâu len một cây kim khâu nhỏ có gắn thêm một đoạn len màu đen như thế này hoặc là các bạn có thể dùng chỉ chập tư lại để may cái phần mũi đế xốp dùng để dán đế dày len cho cái phần dày thêm cứng cáp hơn ở đây mình đã cắt sẵn ngoài ra còn có nút và các cái hạt bẹt dùng để trang trí mắt của kéo bây giờ mình sẽ dùng màu nâu để móc cái phần thân của chiếc giày Thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này Thì mình có để link ở phần mô tả Các bạn nhấp link tham khảo nha Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc lên cái phần thân của chiếc giày Thì cái mẫu giày này mình có dán đế ở mặt đế Cho nên mình sẽ để cái mặt trái của chiếc giày ở phía dưới Và mình móc trên cái mặt phải Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích móc vào cái chân móc đầu tiên ở cái chân móc đầu tiên đây đây là cái chân móc đầu tiên nó có hai cái chân móc như thế này nè các bạn móc vào cái chân phía trong cho mình móc vào cái chân móc này đây móc vào đây cho mình một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong này móc vào đây một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép cũng móc vào cái chân ở phía trong Chân kế tiếp cũng tương tự, móc vào cái chân phía trong một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng móc vào cái chân nằm ở phía trong của cái mũi móc. Sau khi móc các cái mũi nửa kép cho đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên bên này, đây, móc vào chân móc này một mũi dời. Lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn chân kế bên cũng một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc các mũi kép đơn đến cuối hàng, tiếp tục móc vào cái chân móc bên này một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình đã hoàn thành được cái phần thân như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần quay ở phía sau. Thì từ cái dây móc xích mà mình gây nên ở cái hàng thứ hai nè, từ cái dây này các bạn đếm ngược ra cho mình. 1 2 3 4, 5 và 6. Các bạn đâm kim vào chân móc thứ 6. Đưa sợi len ra phía sau của chân móc. Móc và kéo len qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Và móc vào cái chân vừa móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Thì khi móc các cái mũi kép đơn như thế này các bạn cũng tiện thể giấu luôn cho mình cái phần len thừa vào trong cái mũi móc Cũng móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn Làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến khi ta được 22 mũi kép đơn ở cái hàng móc này Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc Sau khi móc được 22 mũi kép đơn ta gặp đôi cái phần đế lại thì hai cái phần này nó sẽ ngang bằng với nhau như thế này đây. Từ cái mũi này các bạn móc lên cho mình 16 mũi móc xích. 2 3 4 5 6. Sau khi móc được 16 mũi móc xích, tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ 16 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc được 16 mũi kép đơn như thế này tiếp tục móc vào các cái chân móc ở cái phần thân này móc vào các cái chân móc này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế bên cũng một mũi kép đơn chân kế tiếp của một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng các cái mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len và sau đó giấu phần len thừa vào trong mũi móc sau khi giấu lên xong thì ta đã móc được cái phần thân của chiếc giày bên phải như thế này. Đây là chiếc giày bên phải. Thì đối với cái chiếc giày bên trái các bạn cũng làm tương tự cho mình, cũng móc cho mình 22 mũi kép đơn như thế này. Đến cái điểm cuối cùng bên này lên hai mũi móc xích, sau đó móc vào các cái chân móc như thế này, mỗi chân móc một mũi kép đơn, lên 16 mũi móc xích ở đây. Sau đó lên 3 mũi móc xích và móc ngược lại cho mình đến đầu dây bên này, sau đó dùng mũi dời nối vào đây và giấu cái phần lên thừa vào trong mũi móc thì ta sẽ được một chiếc giày bên trái bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần mặt của con cáo nha các bạn dùng sợi len màu trắng tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo 8 mũi móc đơn một 5 6 7 Và 8 Dùng tay kéo cái sợi len ngắn Kéo guốc lại để cái vòng tròn nhỏ lại Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên bên này Móc vào đây một mũi dời Móc lên một mũi móc xích Các bạn cầm cái sợi len ngắn guốc thật mạnh vào Để cái vòng tròn nhỏ lại như thế này sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên móc vào đây một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở cái vòng này cũng móc cho mình 8 mũi móc đơn ở mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối vòng thì ta được 8 mũi móc đơn ở đây. Móc vào cái chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Thì ta đã tạo được một cái phần mũi nhô lên như thế này, đây. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Ở cái chân móc đầu tiên á, cái chân móc này nó có hai cái chân móc như thế này nè. Đây. Ở cái chân móc này nó có hai chân móc hai cái đường ở đây các bạn đâm kim vào cái chân móc ở phía ngoài cho mình đây đâm kim vào đây các bạn móc vào cái chân móc này nhé móc vào cái chân móc mà mình vừa đánh dấu á, móc vào đây ba mũi kép đơn cùng một chân móc móc vào cái chân ở phía ngoài như thế này móc vào đây ba mũi kép đơn cùng một chân móc tiếp tục chân móc kế bên cũng móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài này móc vào đây cái chân này đây cái chân phía ngoài này, móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Tương tự chân kế bên cũng móc vào cái chân ở phía ngoài, cũng móc vào cái chân phía ngoài 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Chân móc thứ tư cũng móc cho mình 3 mũi kép đơn và cái chân móc ở phía ngoài. Móc vào chân móc phía ngoài 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Như vậy là cái hàng này ta đã được 12 mũi kép đơn màu trắng như thế này. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Thì ta đã được nửa vòng tròn màu trắng như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần màu nâu. Các bạn đâm kim vào cái chân móc mà mình kết thúc ở cái hàng màu trắng á, đâm kim vào đây. Đây, đâm kim vào cái điểm này. Sau đó móc và kéo len qua cái chân móc móc và kéo len qua chân móc móc vào cái chân móc tiếp theo của cái vòng tròn ở dưới này của cái mũi này nè cũng móc vào cái chân phía ngoài cho mình đây móc vào đây cho mình ba mũi kép đơn cùng một chân móc chân móc kế bên cũng móc cho mình là cái chân móc ở phía ngoài đây móc vào cái chân móc phía ngoài ba mũi kép đơn cùng một chân móc thì khi móc các bạn cũng giấu cái phần len thừa vào trong cái mũi móc. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài, cũng móc vào đây ba mũi kép đơn cùng một chân móc. Chân móc cuối cùng cũng móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc, cũng móc vào cái chân ở phía ngoài. thì cái phần màu nâu ta cũng được 12 chân móc như thế này móc vào cái chân móc đầu tiên của cái phần màu trắng này nè móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len bây giờ ta sẽ móc tiếp cái phần màu trắng thì khi móc cái phần màu trắng á cái phần tay cầm sợi len này các bạn cũng cầm vào cái phần mặt màu trắng ở phía mặt này đưa cái sợi len ra phía sau mũi móc đâm kim vào cái chân mũi dời của cái phần màu nâu này đây đâm kim vào đây móc và kéo len qua chân móc móc lên hai mũi móc xích móc vào cái chân móc đầu tiên đây của màu trắng này nè móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân móc kế bên móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc chân kế tiếp móc một mũi kép đơn Chân bên cạnh móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Thì ta được hai cái cụm chân móc như thế này, đây, cái cụm chân móc một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc cho mình các cái cụm tương tự như vậy cho đến cuối hàng màu trắng. Làm tương tự cho đến hết cái hàng màu trắng. Móc xen kẽ một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Đây, cái chân móc cuối cùng của cái màu trắng là cái chân móc này nè, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Khi móc xong cái hàng màu trắng thì ta được 18 mũi kép đơn ở cái hàng màu trắng như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần màu nâu ở đây. Thì khi móc cái phần màu nâu thì ta cũng cầm cái tay cầm sợi len á, cầm vào cái phần màu nâu của cái mặt đây. Đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của cái hàng màu trắng này, đâm vào đây. Móc và kéo len qua cái chân móc ta đưa cái phần sợi len thừa màu trắng qua đây để khi móc ta cũng giấu cái phần len thừa này vào trong. Móc vào cái chân móc đầu tiên. Đây. Đây là cái chân móc đầu tiên của cái hàng màu nâu nè, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Móc luôn cho mình cái cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cũng móc cho mình xen kẽ một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Cái chân móc cuối cùng của cái hàng màu nâu ở phía trên cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc vào cái chân móc kế bên cái chân móc màu trắng này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì ta được một vòng tròn xen kẽ hai màu như thế này. Đây, giấu phần len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu len xong, bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái phần tai màu trắng ở đây. Cái phần tai màu trắng này ta sẽ bắt đầu ở cái mặt màu nâu ở phía trên này. Từ đây các bạn đếm lên cho mình. 1 2 3 4 5 6 Đâm kim vào chân móc thứ sáu Móc và kéo len qua cái chân móc. Đây, đưa cái sợi len màu trắng ra phía sau, sau đó móc và kéo len qua cái chân móc, móc lên hai mũi móc xích, móc vào cái chân móc vừa móc đây, móc vào cái chân móc vừa móc này và cái chân kế bên này, hai chân móc này các bạn chụm cho mình hai chân móc này thành một chân, lấy len, đâm kim vào cái chân móc vừa móc, móc và kéo len qua chân móc, sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân móc kế bên móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim sau khi trên kim được ba chân móc thế này tiến hành lấy len và móc qua hết các cái chân móc trên kim sau đó lên hai mũi móc xích và móc vào cái chân móc vừa móc đây móc vào đây cho mình một mũi dời vào cái chân móc này sau đó lên một mũi móc xích kéo và cắt len Ở cái phần tay phía đối diện các bạn cũng đếm cho mình tương tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Các bạn đâm kim qua chân móc thứ 7 Thì khi ta móc ngược lại thì nó sẽ nằm ở chân móc thứ 6 và thứ 7 Tương tự như cái phần tay mình vừa móc Cũng đưa cái phần len trắng này vào phía sau của cái hàng móc móc và kéo len qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích, lấy lên, đâm kim qua chân móc vừa móc, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, tiếp tục lấy lên, đâm kim qua chân móc kế bên, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được ba chân móc, tiến hành lấy len và kéo len qua hết các cái chân móc trên kim, lên hai mũi móc xích, và móc vào cái chân móc vừa móc, móc vào đây một mũi dời, lên một mũi móc xích, kéo và cắt len Bây giờ ta sẽ dùng màu nâu để viền lại cái phần tay ở đây. Ta đưa cái phần len màu nâu ra sau cái mũi móc đâm kim vào cái chân móc kế bên cái chân móc đầu tiên mà mình gây nên cái tai á đây đâm kim vào đây cho mình chân móc này đâm kim vào chân móc kế bên này móc và kéo len qua cái chân móc đưa cái phần len vào phía sau cái mũi móc nè sau đó móc và kéo len qua chân móc móc vào cái thân của hai cái móc xích mà mình gây nên ở đây nè móc vào cái thân này móc vào đây ba mũi móc đơn vào cái thân của mũi móc xích mà mình gây nên hai mũi á. thì khi móc á, các bạn cũng giấu cho mình luôn cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc như thế này tiếp tục chân móc kế bên là cái chân mũi chụm của hai cái mũi phía dưới này nè là cái chân móc này móc vào đây một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc vừa móc một mũi móc đơn khi móc cũng giấu hai cái sợi len thừa phía trong này giấu vào trong cái đường móc móc vào một mũi móc đơn tiếp tục hai cái móc xích mà mình vừa kết ở cái sợi dây đây nè cũng móc vào cái thân này móc vào đây ba mũi móc đơn thì ta được một cái phần tay nhọn như thế này móc vào cái chân móc kế bên á cái chân móc sát cái chân móc kết thúc của cái tay màu trắng á móc vào đây một mũi dời tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi dời chân bên cạnh cũng móc một mũi dời chân kế tiếp cũng móc một mũi dời chân cuối cùng cũng móc một mũi dời tiếp tục móc vào cái thân móc xích ở phía bên này nè cái thân móc xích này nè đây hai mũi móc xích này móc vào cái thân này ba mũi móc đơn tiếp tục móc vào cái chân mũi chậm của hai cái mũi phía dưới này nè đây móc vào cái chân này móc vào một mũi móc đơn lên một mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc một mũi móc đơn các bạn cũng giấu hai cái sợi len thừa vào trong mũi móc tiếp tục móc vào cái sợi len này nè móc vào cái hai cái móc xích này nè móc vào cái thân ba mũi móc đơn đâm kim vào cái chân móc kế bên này đây cái chân móc kế bên phần tay trắng á Đâm kim vào đây Móc một mũi dời Móc lên một mũi móc xích Kéo và cắt len Các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình may cái phần mặt này vào trong cái phần thân dày Thì khi móc á, các bạn móc luôn cái phần len thừa vào trong cái mũi móc như thế này nè Để khi mà kết thúc cái phần mặt á Ta không phải làm nhiều các cái thao tác chấu len nữa mà chỉ cần cắt lên là xong đây thì ta đã hoàn thành được cái mặt cáo như thế này thì trước khi may cái mặt cáo vào trong cái phần thân dài ở đây may vào đây thì các bạn may cho mình cái phần mũi của cáo trước thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một sợi cô tông việt nam như thế này màu đen các bạn có thể dùng chỉ bình thường để may cũng được Đây các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên của phần mũi á. Đâm kim vào. Sau đó may xuống phía dưới, may thẳng xuống phía dưới. May cho mình một cái vòng tròn nhỏ ở trên thôi. Sau đó đâm kim chéo lên phía lên như thế này. Đây. Đưa xuống dưới, đưa thẳng xuống dưới, sau đó đâm chéo lên trên. Tiếp tục đưa kim xỏ lại vào cái chân ở phía dưới này nè. Sau đó đâm chéo ngược lại vào bên trên này. Đây. Đâm chéo lên. Tiếp tục đâm kim xuống phía dưới này và đâm kim lên cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên á, đâm kim lên. Đây, ta đã tạo được các phần miệng như thế này. Thì từ đây các bạn may cho mình các cái đường móc đây, cái đường móc song song như thế này để tạo cái mũi hình tam giác ở đây. Sau khi ta may các cái đường may thành cái mũi hình tam giác thì các bạn guốc cho mình ở phần sau như thế này. Guốc lại sau đó cắt len. Thì mình đã hoàn thành được cái mặt cáo như thế này. Bây giờ mình sẽ may vào cái phần thân. Ta dùng kim may len. Xỏ vào cái kim may len như thế này. Các bạn bắt đầu đếm cho mình từ cái chân móc bên này của cái phần mặt á, từ cái phần tay này nè, các bạn đếm cho mình các cái mũi móc đây từ cái điểm đầu tiên này đếm cho mình các cái mũi móc ngược lại qua cái đầu phía bên này đếm được có bao nhiêu mũi nha đến cái điểm cuối cùng ở phía bên tay này ta được 28 mũi các bạn tiếp tục đếm cho mình ở cái phần thân đếm từ đây cho mình từ cái điểm này đếm cho mình 28 mũi móc từ cái điểm này nha Thì đây là cái chân móc thứ 28 nè. Sau đó các bạn đâm kim vào đây, sau đó đếm cho mình các cái chân móc còn lại bao nhiêu mũi nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Thì tới cái điểm này mình được 12 chân móc như thế này. Bây giờ mình sẽ chia đều 12 mũi móc ra hai bên. Là mỗi bên ta sẽ trừ ra 6 mũi móc như thế này. Đưa cái mặt kéo này vào trong cái phần thân dày. Ta đâm kim vào cái chân móc thứ 7 á cái chân móc thứ bảy của phần thân đây đâm kim vào đây đồng thời đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mà mình đếm ở phần mặt á đây đâm kim vào chân móc đầu tiên này may cho mình cái đoạn này lại ở cái chân móc tiếp theo á ta đâm kim vào cái chân móc ở cái phần thân ở cái phần mặt á đâm cho mình vào một chân móc của phần thân thôi đây thì chân kim sẽ có ba cái đường móc như thế này đây, cái chân móc ở phần sau này nha. Sau đó kéo lên qua. Chân móc kế tiếp cũng làm tương tự ở phần thân cũng đâm kim qua cho mình hai cái đường móc ở đây. Phần mặt thì đâm kim vào một cái mũi móc thôi, một mũi móc ở phía trong như thế này. May cho mình tương tự cho đến cái điểm phía bên này. Cũng đâm kim cho mình để trên kim ta có ba cái đường móc. Đây, sau đó kéo lên qua sau khi may đến cái điểm cuối cùng của cái phần mặt á thì ở bên này ta cũng chưa ra được 6 mũi móc thế này các bạn guốc lại cho mình một guốc ở đây sau đó ta dùng kim đâm cái phần len thừa này vào trong các cái mũi móc ở phần mặt này nè các bạn đâm vào trong cái mũi móc cho mình để giấu cái phần len thừa này Sau khi giấu len xong thì ta dùng kéo cắt cái phần len thừa này đi, cắt cái đoạn len thừa này. Thì sau khi may được cái phần mặt của kéo vào cái phần thân giày á, ta được một chiếc giày như thế này. Bây giờ các bạn dùng keo nến á, dán cái phần mặt đế này nè, mặt đế xốp này vào cái mặt đế len. Sau đó may cho mình thêm một cái hạt nút ở đây. Thì sau khi dán đế xốp vào trong cái mặt đế len các bạn tạo cho mình một cục bông và gắn ở phía sau đuôi như thế này. Dùng kim khâu khâu hai cái hạt bẹt này để tạo hai con mắt của cáo. Như vậy là mình đã hoàn thành một đôi giày cáo xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công.